Hey hey, welcome, chào mừng mọi người đến với kênh Cẩm Tiên TV. Sau đây là phần 3 của cuộc hành trình road trip nha mọi người. Bây giờ Tiên đã hoàn thành xong khi đã đến điểm du lịch này rồi. Bây giờ Tiên sẽ tiếp tục đi hành trình từ đây đi đến Ponta Grossa nha mọi người. Và hãy đón xem ở tại đó có gì nha. Đây là bản đồ của nguyên hòn đảo Zakynthos. Đấy. Ok. Mọi người, hiện bây giờ Tiên đang đứng ở một cái cây rất là đặc biệt, đó chính là cây mận đó mọi người. Và cây này thì mọi người thấy xung quanh đây là rừng, nên là mình được phép hái nha mọi người, chứ không phải trong vườn nhà người ta nha. Tiên ăn thử một cái nha. Wow. Rất là ngọt luôn mọi người. Rất là ngọt luôn. Cực kỳ ngon. Sau đây mọi người thấy đây là thành phẩm cây kem mận đúng không? Và phía sau mọi người đây chính là cây súng nha. Cây súng. Wow, rất là ngon luôn. Chỉnh lại. Tôi sẽ cho mọi người thấy bên trong em nó nha. Rất là bự luôn không? Wow. Sum này rất là ngọt nha. Đó. Bên trong cũng khá là nhiều ong nha. Ok, bây giờ trên đường Tiên đi dừng xe đây thì thấy có một cây nữa mọi người. Tiên muốn quay cho mọi người thấy mọi người nè. Mình đi mấy hôm nha, hồi xưa tới. Bây giờ đi cái cây đó, đây cũng là một khách du lịch đó nha. Nè, có trái nè. Wow. Không biết là chín chưa. Cứng lắm. Chín không? Mình hái thử nha, tại vì nó mọc dại mà. Mình ăn thử nha.
mà chua lắm rồi. Chưa chín rồi. Không mọi người ơi, cái này nó giống y chang trái ổi xẻ. Nếu mà mình ăn như vậy nó chát, chua chua còn ngọt, ngon, chấm muối lại rất là ngon. Còn con trái nào chín không ta? Trái lê nó có hình dạng như vậy nè mọi người. Và trên xe Tiên cũng có một trái lê mà đã mua ở siêu thị, nên nó nhìn nó giống như thế này. Trái lê khi mà mình mua ở siêu thị đây rất là ngọt, rất là ngon. Và trái lê mình hái ở bên rừng nè. Rồi, trái lê này ăn giống trái hột ổi xẻ, chua chua ngọt, ok mọi người. Ok, giờ Tiên tiếp tục đi tiếp nha.
Lúc này là Tiên khá là thấm mệt vì thứ nhất là say xe, thứ hai là không quen đi xe hơi đường dài đó mọi người, nên ra tới đây thấy có giường là nằm sải lai luôn. Lúc này là ngủ thật sự luôn á. Tiên cũng không nhớ là ngủ được bao lâu nữa mà cameraman cũng không có gọi. Cho đến khi mà có đồ ăn tới thì cameraman mới gọi cho Tiên dậy. Nhưng mà nhờ ngủ được một giấc như thế này cộng với gió biển mát mát nè mọi người, còn không khí biển nữa, hơi mùi biển nữa, Tiên rất là thích nên là ngủ rất là ngon luôn. Oh my god. Thật là xấu hổ quá đi. Coi tướng ngủ hay ghét không? Chập mặt một chút xíu thì bây giờ nước đã đến rồi, Tiên đã có nước uống rồi và đang đợi đồ ăn đến nha. Nằm ở đây gió hiu hiu, cảm giác rất là thư thái và vui luôn. Và ở đây mọi người ơi, ở đây có một cái rất là đặc biệt là mọi người có thể xem xung quanh đây nè, là không hề có cát nha, mà họ sẽ xây dựng những cái lều này trên những cái mỏm đá như thế này, mà nó rất rất là thiên nhiên. Thì sóng xô năm này qua năm kia theo năm tháng thì những cái hòn đá này nó sẽ cái lởm, nó mài mòn đi, mà nó rất là tự nhiên. Và ở đây người ta sẽ cảm nhận cái không khí tại nơi đây cũng như là đón cái bình minh và cũng như là hoàng hôn tại nơi đây nha. Ok, bây giờ Tiên sẽ uống thử cồn lại một chút để cho nó gọn gàng. Nếu đã coi đến kênh đây rồi thì mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV để đón xem được nhiều video hơn nha. Cũng như là cái hành trình đi Hy Lạp của Tiên rất là nhiều điều thú vị luôn, mọi người hãy đón xem nha. Đây, đây là phần ăn của Tiên nha. Say something.
là dễ thương kìa. Ok, mình xuống tham quan đi ha. Lát nữa người ta sẽ tự đem đưa đồ ăn đó cho Tiên. Nhìn cái làn nước ở đây thì cũng muốn hòa mình với thiên nhiên ghê mọi người. Nhìn là muốn nhảy xuống tắm rồi. Biển mà. Ok, bây giờ thì mình lại tiếp tục đi. Oh wow, hình như các con hay là con gì hả mọi người? Các con hả? Nhìn rất là giống cá con. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái liều của mình và mình ăn thôi nha. Nhá hàng cho mọi người một chút xíu về video để Tiên xuống nước thôi. Và những video sắp tới là chuyên là những video mà Tiên chỉ có ở dưới nước không nha. Mọi người nhớ đón xem nha. Thank you.
Ok, bây giờ Tiên sẽ thưởng thức cái món ăn ngày hôm nay nha. Đây là nước sốt ăn kèm. Ok. Mũi mỉa nha. Gió rất là nhiều nên phải chặn lại mọi người, không nó bay. Cũng như là khi mà Tiên đi ở đây cũng rất là ít, hầu như là không thấy rác luôn á mọi người, bởi vì người ta rất là ý thức trong cái việc bảo vệ môi trường đó. Thì đi sẽ ăn thử cái salad này nha. Salad cá ngừ và phô mai Hy Lạp. Tại vì thực ra là Tiên cũng không có phải là người ăn mạnh đó, nên là Tiên thích ăn món salad đơn giản như vậy nè. Để ăn một món Tây mà cảm thấy ngon thì rất là hiếm khi là Tiên thấy nó ngon mọi người, bởi vì đa số nó béo nhiều đó. Hay là tại Tiên không phải là người thích ăn đồ béo ta, rất không ai được. Mà mọi người nha, phô mai ở đây có vẻ nó rắn hơn so với phô mai mà Tiên hay ăn. Ok, sau khi kết thúc điểm đến là Petrosa thì bây giờ Tiên sẽ tiếp tục đi đường này để đến Botoflomi nha mọi người. Đây là nơi mà có gương mặt của ông Bushido Face, nhưng mà khi để đến được nhìn thấy được cái cây này á, có nghĩa là cái hang này, thì Tiên sẽ phải đi tàu, thì hẹn mọi người vào clip sau nha. Tiên đến địa điểm khác á, thì lại thấy một cây chanh rất là bự luôn. Người ta thấy ơi, đây là cây chanh vàng nha. Ở đây thì thấy rất là nhiều nhà trồng cây chanh vàng luôn, nhưng mà nó nằm ở trong vườn xa lắm nên Tiên muốn quay cho mọi người. Hơi khó. Ở đây có một cây chanh rất là to nè, mọi người thấy dưới gốc không? Chanh nó rụng dưới gốc, mọi người có cái rào xung quanh.
cause I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Đã đến nơi rồi, đến ở chỗ đó là Porto Ferrovi. Những cái tiếng Anh Tiên đọc hơi nó hơi chệch choạng tiếng nha mọi người, cũng như là tiếng địa phương á. À, khi mà Tiên đến đây cái con đường đi rất là vòng vèo, nó đi giống như được con rắn vậy đó, và Tiên sẽ quay flycam cho mọi người xem cận cảnh cái con đường đi như thế nào nha. Và cái cung đường rất là đẹp luôn. Và Tiên đã đến đây rồi. Thì theo ở cái clip mà về cái phần mà Kerry Beach là mọi người Tiên đã chia sẻ lúc đầu á, thì cái vùng đó là vùng ở phía nam của đảo, thì nơi đó là người ta sẽ đón những cái tàu nhỏ để đi ra những cái đảo khác chơi. Còn đặc biệt ở đây thì là ở phía bắc của đảo nha, thì là mình sẽ ở tại khu vực này, người ta sẽ nhận tour là đón những cái tàu lớn để đi ra đảo nha. Bây giờ mình cùng tàu nhỏ và tàu lớn luôn, và bây giờ mình cùng đi theo với Tiên để khám phá nơi này nha. Đây là nơi mà có thể đặt tour đi ở đảo phía bắc của đảo nha. Vùng nước này so với cái chỗ mà lúc nãy á mọi người thì là dễ dàng tắm hơn. Ở đây là sỏi trắng luôn. Sóng ít hơn, mình dễ dàng mình bơi hơn. Đây nên mở đây. Người thấy ở đây tàu cập bến rất là nhiều nè. Wow, cát trắng, sỏi trắng mọi người ơi. Tôi muốn nói rõ hơn cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về cái khu vực này. Thật ra đây là một cái vùng cảng, nên mọi người thấy ở xung quanh rất là nhiều tàu, và đã có một số tàu lớn họ để ra ngoài để cho khách du lịch đi chơi rồi. Thì ngoài cái việc mình có thể đến đây để mình đi tàu, ngoài ra ở đây người ta dịch vụ, người ta tour, người ta sẽ tổ chức là họ có thể đến tận khách sạn của bạn để có thể đón bạn đi nữa, nên là rất là tiện lợi, tùy vào sở thích của bạn thôi. Ví dụ như hôm nay Tiên đi road trip để có thể giới thiệu cho mọi người rất là nhiều nơi khác nhau để mọi người có thể có sự lựa chọn để khi mà mình đi du lịch đó. Thì cũng như là Tiên cũng muốn trải nghiệm cái cung đường ở đây bằng mình tự lái xe đi thì nó vẫn hay hơn, đúng không? Đó, đây là Tiên tự đi ha. Còn nếu mà mình muốn đặt tour thì họ sẽ đến khách sạn của mình để họ dẫn mình đi. Ui, cá ở đây hơi lúng nha. Đây là địa điểm mà bạn nhất định phải đến nha. Và đến đây để có những gì thì mọi người hãy xem vào cái clip sau, cũng như là những cái clip
kế tiếp là rất là đặc biệt, và những địa điểm đó là nếu bạn không đến địa điểm đó là xem như bạn chưa bao giờ đã đến Jackington nha, là coi như là những cái khoảng cách đó sẽ là những khoảng cách để đời của bạn mà bạn sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời của mình luôn, và cũng như là để lại một dấu ấn sau với mọi người khi mà bạn có một cái bức hình đăng lên Facebook hay là đăng lên bất kỳ cái trải nghiệm nào bạn chia sẻ cho mọi người đó, thì họ sẽ rất là ngạc nhiên khi mà bạn đến được nơi này, cũng như là khung cảnh nơi này bạn phải nói lên là một từ wow, rất là đẹp, cũng như là wow, thiên đường là đây chứ đâu, đúng không nè. Ok, đây là những vị khách du lịch họ vừa mới đi tàu lên đó mọi người. Những gì mà mọi người thấy là những gì chưa qua chỉnh sửa hình ảnh gì hết, cũng như chưa có chỉnh sửa màu gì hết luôn nha mọi người. Một màu xanh rất là xanh. Tiên đã phát hiện ra những em diếm biển ở đây rồi. Em cameraman có thể zoom vào những em ấy không? Hay là mình đi xuống ta? Mình đi xuống đi. Đây là những em nhím biển nha mọi người, và những em này có thể ăn được nha. Wow, so cute. Thì đến đó Tiên sẽ làm gì và những trải nghiệm gì, cũng như là khung cảnh ở đó ra sao nha. Bây giờ thì Tiên sẽ tận hưởng cái không khí ở nơi đây, cũng như là làn nước xanh mát ở đây nha. Ok, bây giờ Tiên đã có một người đồng hành, cũng như là một người có thể giới thiệu cho mọi người rõ hơn về cái ở đây, cũng như là về giá cả, cũng như là về cái cách mình đi đến đâu và thuê tàu ra sau nha. Ok. Hello. 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 How can I help you? Yeah, we would like to know about the information, what kind of travel and prices and a little bit on. Tell us about this. Now you are at Port of Rome, we are the shortest port to Cyprus, the famous beach around the island, and yes, maybe around the Greece. Now you are here, Port of Rome. Yeah. We are only 15 minutes to the Cyprus. We make trip from 10 in the morning and every 1 hour to the Cyprus caves, Sfoglio, white beach, two wonderful beaches. And stop 1 hour at the Cyprus for swimming. It's possible to stay more if you like, yeah, and come back with the next boat. And the way to coming back, we visit cave, stop inside for swim 10 minutes, stop at the Cyprus at the white beach another 20 minutes for swimming, and one more stop in Porto Seniti another 20 minutes for swim, and many stop for photos. You see the Poseidon face, the god of the sea from the Greek mythology on the rocks. Around 3 hours on this trip, and the price is 25 euro per person. Nghe khá là hấp dẫn về cái chuyến hành trình mà nếu mà chúng ta sẽ đặt cái tour đi á mọi người. Nên là mọi người hãy đón xem clip mà khi Tiên đi đến đó nha. Rồi. If you like to do this trip private, you can rent one boat like this one. Ý là anh nó nói nếu mà bạn muốn riêng tư, có sự riêng tư một tàu and riêng á, thì bạn có thể thuê một cái tàu riêng luôn. Là and một cái tàu nhỏ đó, hoặc là tàu đó tùy theo bạn muốn thuê tàu và số lượng người bao nhiêu nữa. And you can visit all this place private, only for your family. It's much better because you can stop anywhere you like as long as you like. Ý là nếu mà bạn muốn, bạn thích thì bạn cũng có thể thuê riêng để cho gia đình của bạn nha. Ok. And the numbers. Okay, here is three numbers. WhatsApp, WeChat if you want, Viber. Here's our site. You can see, you can buy the tickets online, e-ticket. And
If you call in one of these numbers, the lady here speak many languages. Oh. France, Italy, Spain, Greece, of course. Very good, mọi người. Ý là cô ấy có thể nói rất là nhiều ngôn ngữ luôn nha mọi người. Thì khi mọi người đến đây, dù là người nước nào, thì cô ấy cũng có thể tiếp xúc với mọi người cũng như là giao lưu với mọi người bằng cái ngôn ngữ của bạn nha. Còn do you speak Vietnamese? Not yet. Là chưa chắc. Ok. Tiên đùa thôi mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem tiếng này. Bởi vì mọi người hãy đón xem cái chuyến mà Tiên đi tàu vào ngày nào đó thì Tiên sẽ up lên trên YouTube nha. Mọi người hãy đón xem nha. Bye bye. Thế là Tiên đã kết thúc được một nửa hòn đảo trong quá trình khám phá đi road trip của Tiên rồi nha mọi người. Hy vọng những clip sắp tới sẽ làm cho mọi người cảm thấy vui và thật thú vị, vì Tiên sẽ có rất là nhiều trải nghiệm cho mọi người cũng như mang đến cho mọi người rất là nhiều niềm vui khi mà xem, và sẽ có những phút giây thực sự là thư giãn với kênh Cẩm Tiên TV nha. Do ở đây rất là đẹp và hòn đảo Sakisot này cũng rất là đẹp nên là Tiên có rất là nhiều địa điểm để quay cho mọi người xem. Thế là Tiên sẽ có rất là nhiều phần để cho mọi người có một cái nhìn chi tiết nhất về hòn đảo này. Khi mọi người có thể đến đây thì mọi người có thể lựa chọn những cái địa điểm đó mà đi cho phù hợp nha. Tiên làm rất là chi tiết luôn nên mọi người hãy xem tới từng tập nha. Hey, mọi người, bây giờ Tiên đã tới giờ ăn tối rồi, và nghe cái khúc này thì Tiên đã bị mất thu được cái âm thanh, nên bây giờ Tiên lần tí cho mọi người xem nha. Ở đây thì Tiên đến đây có gọi hai món. Món này là cái món của người Hy Lạp tại nơi đây, cũng như là họ xin em nếm khẩu vị của người Hy Lạp nha. Và Tiên sẽ ăn thử xem cái khẩu vị của họ làm có phù hợp với khẩu vị của Tiên không nha. Thật nhìn thì Tiên thấy cái phần đồ ăn rất là ngon và đẹp mắt rồi. Chỉ bây giờ là chỉ có bỏ vào miệng xem nó có ngon không nha. Tiên uống kèm với là iced tea, có là trà chanh đó mọi người. Cái phần thịt thì nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái phần rau cũng như thế. Để xem nó ngon như thế nào nha. Tại vì Tiên cũng rất là ngại ăn món Tây đó mọi người. Nó thật sự luôn, khi từ lúc qua thì điểm tới giờ Tiên ăn món Tây rất là ít món cảm thấy là ngon. Nên là đến đây cũng là gọi là món Tây nữa rồi. Món của Hy Lạp mà, nên Tiên sẽ ăn thử nha. Cái này là món thịt và phô mai đúc lò nha. Nhìn thôi là đã thấy rất là béo ngậy rồi đúng không? Xin mời mọi người. Cái vị rất là đậm đà, có vị béo của phô mai. Tuy nhiên là nếu mà theo Tiên nghĩ thì Tiên sẽ có thể ăn cái này một ít thôi, bởi vì mặc dù nó rất là hợp khẩu vị và ngon đó mọi người, nhưng mà nó béo quá nên Tiên thì rất là ít ăn đồ béo, bởi vì Tiên ăn sẽ cảm thấy mau ngán đó. Nên là tất cả những cái phần đồ ăn mà có gia vị, có sốt béo nè, hay có khoai tây là Tiên ít khi ăn lắm. Bây giờ Tiên sẽ ăn tới phần thịt nha. Mời mọi người nha. Phần mùi thịt rất là thơm, rất là mềm, được ướp với gia vị của người Hy Lạp, là cũng rất là đậm đà. Khi mà Tiên dùng từ đậm đà ở đây thì mọi người có thể hiểu đó là theo Tiên thấy gia vị của người phương Tây họ nêm mặn là chủ yếu, nên Tiên thấy là ăn món nào nó cũng đậm đậm á mọi người. Nên chính vì vậy mà lúc nào cũng sẽ có kèm với salad và khoai tây chiên hoặc là khoai tây nghiền gì đó. Và bây giờ Tiên sẽ tiếp tục ăn cái phần thức ăn của mình. Và mọi người ơi đừng quên đón xem nhiều video tiếp theo nha, vì hành trình của Tiên rất là thú vị và nhiều trải nghiệm đó. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Mọi người ơi đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV để đón xem được nhiều video hơn, cũng như là đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được thông báo mới khi Tiên up video mới, và đặc biệt là những clip về hành trình đi đến hòn đảo Sakisos của Hy Lạp nha. Với ngày hôm nay thì nhà hàng đã đặc biệt tặng cho Tiên và em cameraman hai dĩa dessert này. Và món này là món đặc trưng của người Hy Lạp luôn nha, bánh của người Hy Lạp nha. Bây giờ Tiên sẽ ăn thử nha. Đây mọi người xem. Đó, rất là đặc ha. Ý,
sorry mọi người. Bây giờ Tiên mời mọi người nha, Tiên ăn thử. Vị ngọt rất là vừa, cộng với lại cái lớp phô mai bên trong của cái nhân kem này làm cho mình cảm giác nó tan ở trong miệng, mà nó ngọt vừa nhưng mọi người không bị ngọt gắt. Nhưng cực kỳ là hơi bị khó trong vấn đề là ăn dessert, bởi vì là có nhiều món nó rất là ngọt cũng như là rất là béo, nhưng ở đây nó trung hòa được hết. Thì đây là cũng một điểm cộng cho cái nhà hàng ngày hôm nay Tiên chọn ngày hôm nay để ăn nha, để ăn thử cái miếng bánh này chung với lại miếng kem nha. Mời mọi người nha. Cái bánh này nó càng ngon hơn khi hòa quyện với lại cái kem này mọi người. Nó làm giảm đi độ ngọt, tăng lên độ béo, nó làm cái hài hòa cái vị á, nên là rất rất là ngon luôn. Đây là Tiên cũng rất là cảm ơn anh quản lý của nhà hàng ngày hôm nay đã tặng cho Tiên cũng như là em Ramen hai dĩa dessert này nha. Mặc dù là bây giờ đã gần 12 giờ tối rồi mọi người, sắp tới giờ đóng cửa rồi, nhưng mà họ vẫn phục vụ và tặng cho Tiên cái phần dessert này. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, bây giờ Tiên sẽ thưởng thức cái buổi dessert này cũng như là sẽ đi về khách sạn và ngủ và tiếp tục hành trình ngay ngày mai thôi. Mọi người ơi đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV để đón thấy được nhiều video hơn. Cũng như đừng quên nhấn nút cái chuông bên dưới để nhận được nhiều video mới nhất mà khi Tiên vừa mới post lên YouTube nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hãy đua.